Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Trong clip này, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một mẫu loa đến từ nước Mỹ. Và nói đến một số mẫu loa của JBL, anh em đều biết đến chất lượng âm thanh và độ bền bỉ theo thời gian khi sử dụng, luôn làm hài lòng người nghe và với một mức giá tiền đầu tư vừa phải nhưng lại hiệu quả khi đầu tư chơi. Trong đó phải kể đến một model được anh em chơi audio đón nhận, đó là model JBL LX600. Mẫu loa JBL LX600 này được sản xuất tại Đan Mạch vào những năm 1993 đến năm 1995. Và như anh em biết rằng là mẫu loa JBL LX600 này thì khi anh em mua thì anh em nhớ kiểm tra cái phần cổ loa của nó. Củ loa nam châm của loa bass phải là made in France. Riêng dòng LX600 này phải là củ của Pháp. LX600 này thì người dùng qua đều có một nhận xét là hình về cái mẫu mã hình thức của nó tương đối đẹp. Nó có độ bền cao và chịu đòn, chơi được đa thể loại nhạc từ remix cho đến nhạc vàng. JBL LX600 này nó thể hiện rất tốt với những bản nhạc trữ tình, nhạc vàng và đặc biệt có thể hát được karaoke. Và rất nhiều anh em đã chơi và đang dùng, vừa nghe nhạc vừa dùng để làm hát karaoke đều khen là đôi loa này nó thể hiện khi hát karaoke cũng rất là tốt. Thùng loa JBL LX600 này nó được làm rất chắc chắn, màu sơn đen truyền thống và đặc trưng rất năm tháng của hãng JBL. JBL LX600 là dòng loa 3 đường tiếng, một bass 25 với màng giấy gân mút cho âm bass xuống rất sâu và ấm áp, một loa trung màng giấy cho âm trung rất dày và rộng tiếng. Đặc biệt loa chép titan đặc trưng của JBL đánh tiếng chép rất là nảy. Công suất của loa JBL LX600 này đó là công suất 100W một thùng, trở kháng 8 ohm, độ nhạy rất cao 91 dB nên là rất là dễ ghép âm ly. Chiều rộng của nó là 34 cm, cao 70 cm và sâu 31 cm. JBL LX600 thì khi anh em mua về và có thể ghép vào một số dòng âm ly, ví dụ như là Sansui, Luckman, Marang, Pioneer, Denon, Victor, Sony, Kenwood, vân vân. Nói chung JBL LX600 model là dễ phối ghép âm ly. Và hiện tại thì Việt Vinh đang ghép cùng chiếc âm ly Marang PM500. Và xin mời anh em xem qua cặp loa này, sau đó chúng ta đeo tai nghe và nghe qua cặp loa JBL LX600 này thể hiện. Đây là phần ế căng của nó. Logo của JBL đây. Ê căng của nó là ê căng nhựa anh em nhé. Ê căng nhựa và có số model của nó đây, LX600. Đây mới là chiếc ê căng xịn. Cặp loa mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em là một cặp loa zin nguyên bản, vẫn rất là đẹp. Đây là chép titan của JBL LX600. Đây là gân cao su, màng giấy gân cao su, còn loa bass của nó là màng giấy gân mút. Đấy, đều có model LX600 ở ê căng. Anh em mua loa thì cũng nên chú ý cái phần ê căng này. Chiếc loa xịn thì bao giờ nó cũng xịn từ ê căng. Đây là mặt sau của nó. Chiếc loa mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em là một chiếc loa rất là đẹp, rất là đẹp. Đẹp từng góc cạnh anh em ạ. Số Seriano của nó là 28161. Đây là lỗ thông hơi của nó. Thùng vách của nó rất là đẹp. Chiếc loa JBL LX600 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em là một chiếc loa đẹp xuất sắc. Model này của nó, số Seriano của nó là đuôi 23, made in Đan Mạch. Đây là lỗ
thông hơi của nó. Và bây giờ xin mời anh em đeo tai nghe và chúng ta nghe qua cặp loa JBL lấy 600 này thể hiện cùng chiếc âm ly Marantz PM500 qua một đoạn nhạc. Tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn em ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp thăng anh em vừa nghe qua một đoạn nhạc và bây giờ Việt Vinh sẽ tiến hành mở. Bây giờ Việt Vinh sẽ tiến hành mở chiếc loa JBL LX600 này xem củ loa của nó là củ Pháp hay là củ của Đan Mạch. Củ của nó là củ Pháp anh em nhé. Củ của Pháp. Made in France. Đây là phần nam châm của nó. Rất là đẹp. Rất là chất anh em ạ. Cho nên là khi anh em mua thì anh em yên tâm. Đây là cặp loa rất là zin, xịn, made in France. Dòng LX600 này thì củ loa thì phải là củ loa của Pháp. Nó mới là đôi loa chất anh em ạ. Bây giờ Việt Vinh xin tạm dừng clip và để vặn ốc loa vào, đỡ mất thời gian của anh em. Chúng ta vừa nghe và xem qua hình thức và củ nam châm của cặp loa Mỹ JBL LX600. Cặp loa JBL LX600 này Việt Vinh Audio bán với một mức giá luôn luôn rất là tốt và rẻ ở thời điểm hiện tại là 8,7 triệu. Một đôi loa có một mức giá rất đẹp và có một chất lượng âm thanh rất là tốt, rất đáng để anh em sở hữu và chơi. Và Việt Vinh khẳng định với anh em là không bao giờ phải thất vọng khi mua và dùng cặp loa JBL LX600 này.
Anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.